Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Sáng sớm ngày hôm nay, giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá ớt Sừng Vàng, giá ớt Chỉ Thiên, giá chanh, giá hành để cô chú các anh chị và các bạn có giá để tham khảo trước dịp Tết Nguyên Đán lần này. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024. Tình hình Tết Nguyên Đán sắp đến, giá cả nhiều loại nông sản có biến động giá lên xuống. Tình hình giá ớt Sừng Vàng, giá ớt Chỉ Thiên cũng như giá chanh, giá hạnh cũng biến động. Thực tế, tình hình giá ớt Sừng Vàng, giá ớt Chỉ Thiên năm nay giá thấp hơn so với những năm trước và so với những ngày trước Tết. Thường những năm cùng kỳ dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, giá cả lại thất thường hơn. Có những năm giá tăng rất cao, nhưng tình hình năm nay giá ớt Sừng Vàng cũng như ớt Chỉ Thiên giá lại thấp hơn so với những năm trước hoặc so với trước Tết. Tình hình giá ớt Sừng Vàng thực tế ngày hôm nay như sau. Ớt loại trái tơ đẹp hái những lứa đầu giá 17 đến 18 ngàn đồng một ký. Ớt củ nhì giá 15 đến 16 ngàn đồng một ký. Ớt Sừng Vàng, ớt loại 3 giá 13 đến 15 ngàn đồng một ký. Đây là mức giá rất thấp. Mong là giá ớt sẽ biến chuyển, sẽ tăng hơn sau những ngày ổn định qua Tết để bà con có được thu nhập cao hơn. Bởi tình hình giá ớt 15 đến 18 ngàn đồng một ký là mức giá rất thấp. Bà con không có lợi nhuận nhiều, chỉ đủ chi phí thu hái phân thuốc. Mong tình hình giá ổn định hơn sau dịp Tết Nguyên Đán để bà con có được lợi nhuận cao hơn, có được thu nhập. Loại ớt Sừng Vàng là loại ớt rất khó chăm sóc bởi những loại sâu bệnh rất nhiều. Tiếp theo là tình hình giá ớt Chỉ Thiên. Giá ớt Chỉ Thiên, ớt xuất khẩu loại nhất, giá 21 đến 22 ngàn đồng một ký. Ớt chợ giá 18 đến 19 ngàn đồng một ký. Ớt Chỉ Thiên năm nay ở giai đoạn này so với cùng kỳ giá rất thấp. Bởi cùng kỳ những năm trước, dịp Tết sắp đến, giá ớt Chỉ Thiên rất cao. Có những năm ớt có giá hơn 100 ngàn một ký. Nhưng tình hình giá cả năm nay, ớt Chỉ Thiên giá chỉ ở mức giá 19-20 ngàn, hơn 20 ngàn, mức giá rất thấp. Tình hình ớt ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, ớt xuất khẩu giá 17 đến 20 ngàn đồng một ký, ớt chợ giá 16 đến 17 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Tây Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng, giá ớt thấp hơn so với khu vực miền Tây và những khu vực khác. Với tình hình giá ớt rất thấp, chỉ đủ công thu hái và công chăm sóc không có lợi nhuận nhiều, chưa nói đến công phân thuốc, và mong giá ớt sẽ cao hơn ở sau dịp Tết Nguyên Đán lần này. Trong dịp Tết Nguyên Đán, khả năng giá ớt chỉ đi ngang, bởi hầu như năm nay ớt đụng chợ giá thấp hơn so với những năm khác và tình hình giá ớt không khả quan lắm. Mong tình hình sẽ cao hơn sau dịp Tết Nguyên Đán để bà con có được lợi nhuận, có được thu nhập ở mùa sau, vụ sau hoặc sau dịp Tết. Bởi ớt Chỉ Thiên là loại ớt rất nhỏ trái nên thu hái công rất nhiều. Với mức giá 17-20 ngàn đồng một ký, chỉ đủ công thu hái, đủ công chăm sóc. Giá cả của ớt còn phụ thuộc vào mẫu mã, hàng hóa, chất lượng mà giá cả có thể cao hơn. Cô chú anh chị và các bạn tập trung vào về chất lượng mẫu mã để giá cả được tốt hơn. Giải trí miền Tây mong tình hình xuất khẩu mạnh hơn và các chợ đầu mối ăn mạnh hơn để giá ớt được tăng hơn cho bà con có được lợi nhuận, có được thu nhập cao hơn. Tiếp theo là giá chanh ở khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang. Chúc mừng bà con trồng chanh. Năm nay bà con có được một vụ mùa bội thu. Với tình hình giá cả
luôn ổn định và luôn cao. Tuy ở giai đoạn này giá chanh có sụt giảm một ít nhưng không đáng kể và vẫn có được thu nhập rất ổn định, rất cao, rất khá cho bà con. Đây là một điều vô cùng vui và một điều tuyệt vời cho bà con trồng chanh. Có một vụ mùa trúng lớn, thắng đậm. Nhiều tháng qua giá chanh vẫn giữ ở mức độ 18-20 ngàn, một mức giá rất cao. Tuy ở thời điểm này giá chanh có sụt giảm một ít nhưng không đáng kể. Và thực tế giá chanh ngày hôm nay như sau: giá chanh đẹp 17-18 ngàn đồng một ký và giá chanh xô có giá 15-16 ngàn đồng một ký. Đây là mức giá rất tốt cho bà con bởi chanh là loại nặng ký, chanh bông tím, trái quanh năm, thu nhập rất cao. Những loại chanh không hạt, chanh bông trắng giá cũng tương đương như chanh bông tím và chanh tứ quý. Chanh cũng phụ thuộc vào mẫu mã, vào chất lượng. Chính vì lý do đó, cô chú anh chị và các bạn cũng tập trung vào mẫu mã của chanh đẹp, trái to tròn bóng, giá trị sẽ cao hơn so với những loại chanh quả sần sùi, trái không đẹp, giá sẽ thấp hơn. Và chất lượng chanh, chủng loại chanh cũng khác biệt về giá cả. Chính vì lý do đó, cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào việc mẫu mã và chất lượng để có ruộng chanh tốt hơn và giá trị sẽ cao hơn. Đây là những gì mà Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn. Tiếp theo là tình hình giá hạnh. Giá hạnh đang ổn định và giữ mức giá rất cao và rất lâu. Giá hạnh ngày hôm nay, hạnh đẹp, hạnh lựa giá 10-12 ngàn đồng một ký và hạnh hàng xô giá 8-9 ngàn đồng một ký. Giá hạnh đang có mức giá rất ổn định và rất cao và rất lâu. Nhiều tháng qua giá hạnh vẫn luôn giữ ở mức giá 9-10-12 ngàn đồng một ký. Đây là một thông tin cực vui và một điều cực tốt cho bà con có những vườn hạnh thu hoạch được lâu dài và có được giá trị cao như vậy. Giải trí miền Tây cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu theo dõi hết video này. Và cô chú các anh chị và các bạn thấy video ý nghĩa, đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Giờ đây xin nói lời chào, bye bye.